Xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong Lesson Skills 1, Unit 7, Page 12, sách giáo khoa tiếng Anh 6, chương trình mới. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần đầu tiên của bài học. Reading, Activity 1, Read the Schedule for Around the World. Hãy đọc cái phần lịch phát sóng của chương trình Vòng quanh Thế giới. Bảng sau đây là bảng lịch phát sóng của chương trình Vòng quanh Thế giới. Chúng ta có 3 khung. Khung thứ nhất, time, thời gian. Khung thứ hai, program, là tên chương trình. Và khung thứ ba, description, là mô tả nội dung của chương trình. At 8 o'clock, animals live in the water. A documentary about the colorful living world in the Pacific. Và lúc 8 giờ, chúng ta có chương trình Thế giới động vật, cuộc sống dưới nước. Đây là một bộ phim tài liệu về thế giới đầy sống động ở Thái Bình Dương. At 9 o'clock, comedy, the pirate instructor. Have lots of fun with the pirate instructor and his first working day at the skating rink. Vào lúc 9 giờ, chúng ta có chương trình hài kịch, người huấn luyện vẹt. Có rất là nhiều điều thú vị với người huấn luyện vẹt và ngày đầu tiên làm việc của anh ấy ở sàn trượt băng. At 10 Thursday, sport, wheel paddles race, four house at the week school compete in the most exciting race, who's win. Vào lúc 10:30 chúng ta có chương trình thể thao, cuộc đua xe cút kít, wheel paddle là xe cút kít. Bốn đội của trường Wick sẽ cạnh tranh trong một cuộc đua rất là hấp dẫn. Đã đoán xem ai sẽ thắng trong cuộc đua. At 11 o'clock, game show, children are always right. The game show this week will test your knowledge about the amazing chunk. Vào lúc 11 giờ, chúng ta có chương trình trò chơi, trẻ em thì luôn luôn đúng. Chương trình này sẽ diễn ra vào tuần này, sẽ kiểm tra cái kiến thức của bạn về rừng già Amazon. Tiếp theo, at 12:15, science, journey to Jupiter, discovers strange facts about the planet in our system. Vào lúc 12:15, chúng ta có chương trình khoa học, hành trình đi đến sao Mộc. Nội dung của chương trình là sẽ khám phá những cái sự kiện về một hành tinh trong cùng hệ thống của chúng ta. Đó là toàn bộ nội dung chương trình Vòng quanh Thế giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ di chuyển tới Activity 2. Answer the following questions about the schedule. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau về cái lịch trình phát sóng. Question number 1. Câu hỏi thứ nhất. What is the event in the sports program today? Cái sự kiện trong cái chương trình thể thao hôm nay là gì? Chúng ta sẽ nhìn lại trong khung. At 10 Thursday sports, wheel paddles race. Vào lúc 10:30, chương trình thể thao đó là cuộc đua xe cút kít. Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi. Cô sẽ viết tắt ký hiệu của bài tập này sẽ là task 2, question 1. Cô sẽ trả lời the sports program today is wheel paddle race. Câu hỏi thứ hai. What is the name of the comedy? Là tên của chương trình hài kịch là gì? Chúng ta sẽ nhìn vào khung.
At 9 o'clock, comedy The Paris Instructor. Vào lúc 9 giờ, chúng ta chốt chương trình hài kịch Người huấn luyện vẹt. Cô sẽ trả lời Is the Paris Instructor. Trong câu trả lời, cô thay thế cụm từ is, nó có nghĩa là the name of the comedy. Cô sẽ thay thế cho nguyên cụm từ the name of comedy thành chủ ngữ là is trong câu. Tiếp theo, câu số 3, question number 3. Can we watch a game show after 11 o'clock? Chúng ta có thể xem chương trình trò chơi sau 11 giờ không? Rồi, chúng ta sẽ nhìn lên trong khung. Vào lúc 11 giờ, chúng ta có chương trình game show Children are always right, là có chương trình trò chơi chiêu học sinh thì luôn luôn đúng. Cho nên mình sẽ trả lời câu hỏi này là yes we can. Yes we can. Question number 4. What is the content of the animal flora? Cái nội dung của cái chương trình thế giới động vật là gì? Chúng ta sẽ nhìn lên khung. Đầu tiên, at 8 o'clock, animal life in the water, cuộc sống dưới nước. Description, mô tả nội dung. A documentary about the colorful living world in the Pacific. Đây là một bộ phim tài liệu về thế giới đầy sống động ở Thái Bình Dương. Mình sẽ trả lời câu này là Is it a documentary about the colorful living world in the Pacific? Tương tự giống như câu số 2, cô sẽ thay chủ ngữ trong câu trả lời là is. Nó sẽ thay thế cho nguyên cụm từ the content of animal flora. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 5. Question number 5. Is Jupiter the name of a science program? Sao Mộc là tên của cái chương trình khoa học đúng không? Chúng ta sẽ nhìn lên trong khung. Vào lúc 12:15, chúng ta có chương trình khoa học Journey to Jupiter. Cho nên câu trả lời của mình sẽ là No. No, it isn't. Nó phải là chương trình The Journey to Jupiter, hành trình đi đến sao Mộc. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới Activity 3. Activity 3. Read the information about the people below and choose the best program for it. Có nghĩa là chúng ta hãy đọc lại những thông tin của những người sau đây và sau đó là chọn một cái chương trình phù hợp nhất cho mỗi người họ. Chúng ta có hai khung, people là người và chương trình thứ hai, khung thứ hai đó là program là chương trình. Mình sẽ chọn tên chương trình phù hợp cho những người sau đây. Người thứ nhất, number 1. Phong likes discovering the universe. Phong thì yêu thích cái việc khám phá về vũ trụ. Cho nên mình sẽ chọn chương trình Science Journey to Jupiter. Cô sẽ ký hiệu đây là Task 3. Number 1. Cô sẽ chọn chương trình Science Journey to Jupiter.
theo. Number 2. Bob likes program that make him laugh. Bob thì thích cái chương trình mà làm anh ấy cười, thì đó là chắc chắn là chương trình hài kịch Comedy The Parents Instructor. Tiếp theo. Number 3. Nga love learning through game and show. Nga thì yêu thích học thông qua chơi game show. Thì mình sẽ chọn đó là chương trình game show Children Are Always Right. Number 4. Mình like watching sport event. Mình thì yêu thích cái chương trình thể thao, thì mình sẽ chọn đó là sport willpower race. Cuối cùng. Number 5. Linh is interested in ocean fish. Linh thì rất là quan tâm tới những cái loài cá dưới biển, cho nên mình sẽ chọn là chương trình Animal Life in the Water, chương trình thế giới động vật, cuộc sống dưới biển. Life in the Water. Chúng ta vừa hoàn thành xong Activity 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Activity 4. Đó là Speaking. Activity 4. Work in group. Tell your group about your favorite TV program. Your talk should include the following information: the name of the program, the channel it is on, the content of the program, the reason you like it. Hoạt động thứ tư đó là làm việc theo nhóm. Hãy nói với nhóm của bạn về cái chương trình yêu thích của bạn. Trong cái bài nói đó thì nên bao gồm những cái thông tin sau. Thứ nhất, tên của chương trình. Thứ hai, nó được phát sóng trên kênh nào. Thứ ba, nội dung của chương trình. Và thứ tư, đó là nguyên nhân bạn thích chương trình đó. Rồi, thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời phần này. Cái chương trình mà cô yêu thích đó là chương trình Nhanh Như Chớp, thì cô có thể trả lời như sau. Cô sẽ ký hiệu đây là Task 4. Cô sẽ trả lời My favorite TV program is Lining with is on ATV7 and is broadcasted at 9 PM every Saturday.
tiếp theo. Đó là câu trả lời cho câu nội dung thứ nhất, đó là the name of the program, đó là Lightning Grid. Tiếp theo, the channel is on, là nó được phát sóng trên kênh nào, đó là is on HTV7. And is broadcasted at 9 p.m. every Saturday. Tiếp theo, cô sẽ nói về the content of the program and the reason you like it. Đó là nội dung của chương trình và lý do bạn yêu thích nó. Cô sẽ nói, câu tiếp theo sẽ là the program. The program provides me many interesting knowledge. The program provides me many interesting knowledge in my life, such as culture, math, science, literature, through the grid. The guests have to answer the question to get high score. The reason I like it because it is very useful. It's also an entertaining program. Rồi. Thì đây là toàn bộ câu trả lời cho cô về cái chương trình mà cô yêu thích. Có nghĩa là chương trình mà cô yêu thích đó là chương trình Nhanh Như Chớp. Nó được phát sóng trên kênh HTV7 và được trình chiếu vào lúc 9 giờ vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chương trình này thì nó sẽ cung cấp cho cô rất là nhiều kiến thức thú vị về cuộc sống, ví dụ như văn hóa, về toán học, khoa học hay là văn học, thông qua những cái câu đố vui. Khách mời thì phải trả lời những cái câu hỏi này để đạt được điểm số cao. Cái nguyên nhân mà cô yêu thích cái chương trình này là bởi vì nó rất là hữu ích và nó cũng là một chương trình rất là mang tính giải trí. Đó là toàn bộ câu trả lời. Thì các em có thể tham khảo và nêu ra ý kiến cá nhân của mình về một chương trình mình yêu thích. Rồi, như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các bài tập trong Lesson Skills 1 Unit 7 Page 12 sách giáo khoa tiếng Anh 6 chương trình mới. Các em hãy truy cập vào trang Lời Giải Hay để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Rồi bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các em. Chúc các em học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em trong những video clip bài giảng tiếp theo.